Để có được những ngày hôm nay thì trung tâm không quên gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị quan khách, khách hàng, đối tác cũng như là hệ thống nhân viên trong cửa hàng đã hỗ trợ hết mình để luôn dành một sự ưu ái cho Túng Sport trong thời gian qua. Tôi xin hết, tôi chân thành cảm ơn. Chúc quý vị có một bữa tiệc ngon miệng.